máy hát ít sáu này của anh Hải Đồng anh gửi xuống đây. Bét ngon, bét này thì cũng gật cũng đạt chuẩn ha, chỉ vệ sinh lại cho ảnh thôi, không biết máy bị gì đây rồi mới kiểm tra. Ốc dầu thì anh bích bằng cái con ốc này, ốc cả gió của người ta mà anh bích lượt rụt còn ngon này. Cơ bản thì ra thỉnh gắn tạc lắp rồi ha, anh cho cái này để từ cái đây mình kiểm tra từng món. Máy này cũng vỏ heo cũng sạch đẹp rồi, bây giờ qua công đoạn dễ giải phóng từng cái nè, thấy không, cái bét bơm hoặc hoặc mà rút ra cứng ngắc nè, này phải lấy kìm gõ nó mới ra nè chứ không phải. Để mình phải vệ sinh được mới có chạy được ha. Rồi phải làm từng công đoạn, mình phải qua công tác vệ sinh. Nhám này nay là nó cũng dữ lắm á, mà còn vậy mà chưa dám xài với nhám mới á, chỉ dám mới là ăn mất cái độ ấy của cái tuần này, chỉ vệ sinh cho bóng thôi, lên cái bóng mỏng à. Nói nó chạy cái là xì báo, nó rịnh của người ta, mình chỉ tẩy cho sạch mặt thôi chứ đâu có. Cái này cũng nhược chết sấy. Hay còn gọi là bột silicon á. Để nói cắt sấy ra nhiều người không biết thôi. Bột này đó ở Đại học Bách Khoa á. Mấy cửa hàng đó nó có bán. Bán ký mà nên anh em nhiều khi thấy làm nhưng không biết cái mua ở đâu, còn này mình đây mình cũng giải thích luôn. Đi kêu xe xe à. Đi kêu xe xe à. Bếp hồi nãy có 101, giờ mình còn có 100 đã mấy là đúng rồi ha. Rồi, ok. Bếp ngon. Bếp này cái lông đền nó bị mất hay sao mà lấy cái đồng đền sắt này vô đây nó
để kiếm cái lồng đền để cao cao quá chim vô để giết vô, nhiều khi nó áp mút răng cái nó lên bét cao.